dự án gì vậy? Nói nghe coi. Buôn bán bất động sản. Mới một tuần thôi, lời 50 triệu. Thiệt không? Thiệt, mới đi mua vàng nè. Đúng không? Kiếm tiền mua vàng. Kiếm tiền mua vàng. Rồi sao mạnh gọi hoài không được vậy? Mà dùng cuộc sống không là sao? Em sao vậy? Em ơi, sao mà cái mặt thất thần vậy con mắt em ơi? Anh nè, cái bàn tay chị, người ta nói bàn tay mà có chữ M ha, cái chỉ tay M là giàu có, mà chị có rõ rõ em thấy không? Từng tuổi này mà chưa có gì nắm trong tay đã hơn nửa đời người. Trời ơi, em không phải nói chứ em cũng rầu giống chị vậy á. Mặc dù là em biết em đẹp hơn chị, em trẻ hơn chị, em có nhiều cái em hơn chị lắm. Đúng nhưng rồi. Mà chị biết sao không? Em vẫn canh cánh em lo cái gì á, em muốn em phải có thêm để mà mẹ để em có thể đẹp hơn. Em níu kéo thì em... đúng rồi. Phụ nữ là phải đẹp, nhưng mà nói nghe, cưng á là cần phải kiếm chồng đại gia. Em coi lòng lương mình á, chị là lao công làm gì có tiền, ở nhà mướn, nhà thuê nữa. Chị, hay là mình chơi chứng khoán đi chị. Trời ơi, mua vô bán ra cái tim tôi nó rớt ra ngoài mấy lần vậy đó. Trời ơi, thôi không, đừng có làm mơ cái vụ đó, em ơi không có được đâu. Chị hả ta? Ê, dạ. Chị thấy mà tụi nó nói chơi cái gì tiền ảo lời vậy đó. Thôi chị ơi. Trời ơi, mấy cái đó có ngày thôi nó sập một cái là coi như mình lỗ hết luôn đó chị. Nó lừa gạt dữ lắm, nói chung đừng có tin mấy cái đó. Trời ơi, gì vậy? Mới sáng sớm vô gì nghe lừa gạt nhau gì ghê quá gớm vậy. Sao có người mình rầu rồi sao thấy người này phơi phới vậy ta? Sao vui vẻ vậy, yêu đời vậy? Trời ơi, tôi đang chán muốn chết đây. Không biết sao không? Tại hơi mệt, tại sáng này á định đi mua vàng. Ôi, lúc này có tiền dữ lắm ta. Không, tại biết sao không? Mới làm cái dự án kia, trời thắng mà tự nhiên tiền, biết sao không? Ta đưa cho mình tiền mặt á, cái cầm trong người sợ để đi mua vàng. Ê, dự án gì vậy? Nói nghe coi. Buôn bán bất động sản. Thôi đi vô khác đi ông nổ quá ông ơi. Trời ơi, nói với những người không có tiền, bất động sản là ta tỷ tỷ. Trời ơi, tự nhiên nói chị thôi hơi quên đi. Okay, nổ quá ơi, chị mình nghe cho vui đi, nghe cho biết thêm này nọ. Ủa hai người sao vậy? Mới một tuần thôi, lời 50 triệu. Thiệt không? Thiệt, mới đi mua vàng nè. Một tuần mà lời 50 triệu, đâu mà dễ kiếm như vậy. Chị đang nghe câu nói em rất dễ nhưng cũng rất khó khăn. Là mình phải có tri thức chứ đâu phải tự nhiên vô cái mình thắng đâu. Chị giờ thua rồi, tôi đâu có tri thức, tôi đâu có học vấn về ba cái ngành đó đâu. Nói rõ đi, đừng có nói chị vòng ngoài, nói rõ vô sao em lời dữ vậy nè. Nè nè, cái này không phải là môi giới bình thường mà cái này công ty hẳn hoi. Là có nghĩa là công ty đó họ mua một mảnh đất lớn, sau đó họ chia ra từng lô để họ bán. Thì đó, mình bỏ tiền cho mình mua. Rồi công ty người ta sẽ tìm cái người mua cho mình luôn. Đó, là người ta thiếu mình để đó của mình đúng không? Người ta tìm người mua cho mình. Trời ơi chị, mới để chút xíu thì thôi, tháng lời 50 triệu. Ồ vậy đó. Đó. Ê, như vậy có cái công ty đó quy là nó tài trợ cho mình hết rồi, đâu có sợ gì đâu hả? Này đâu phải đơn giản là mình cũng có phải có vốn mà mới lời chứ tiền đâu không lời được. Ê cái này mà... dễ ăn có gì ta? Dạ. Thiệt, cái này hôm trước á biết xong mấy bà mà bên sớm em. À. Ta nghi ngờ, ta sợ lắm. Ủa ngày xưa nghèo lắm, thường thường á nha. Bà đi chợ á là bà đi chợ kế bên. Từ ngày bà chơi này nè, đi siêu thị không. Rồi. Ừ. Trời ơi. Đó, tiền làm như nó rớt tự trời rớt xuống người ta. Hãy ai bỏ tiền vô là được vậy đó hả? Ừ. Cái này là cái công ty này nó làm mà kêu bằng rõ ràng và rành mạch lắm. Ê biết cho chị với lại Sony. Sony hùng đối giới. Trời ơi. Ủa, cái này... ăn đồng chia đủ đi trong chia sẻ chứ biết chứ. Tại vì em định là cái này em riêng cho em để em kiếm mới tiền đi năm sau em cất nhà. Thôi, bây giờ cho tôi với chị Năm vô đi rồi cái lúc mà ông có tiền rồi đó cái ông mua thêm cái nữa làm riêng. Trời ơi, công ty nó nhiều đất mà. Thôi cái này năn nỉ để tôi chia nha. Rồi. Cái miếng đất này cũng gọn gọn thôi tầm 400 triệu. Ừ, mà nghe làm cái này nha, chỉ cần em tham khảo rồi để một tháng thôi lời tầm 100 tới 150. Thôi thôi chắc chắn luôn. Lời cái gì mà ghê vậy? Đó, bây giờ hai người tính sao? Chiều hôm nay là em đi gặp tay em ký liền đó. Khoan, bây giờ chị không có đủ tiền, chị cũng cốp cốp, chị có thể xin mượn mà này kia được cũng 60-70 triệu. Chị 60-70 phải không? Giờ em được nhiều. Thì bây giờ tôi cũng có sẵn cũng tầm 50 á, vậy thì để tôi đi mượn thêm đi, thêm bạn bè của tôi thêm 50 nữa là tôi hùng trăm đó. Không, bây giờ vậy nè, mình tôi 200, hai người tính sao chạy 200 đi. Mình ăn đồng chia đủ đi đúng không? Cái này tôi dị tình lắm tôi mới chia đó nha. Em 120 đi. Rồi tám đồng chị luôn đó. Rồi chốt được. Kiếm tiền mua vàng. Kiếm tiền mua vàng. Sao?
chỉ có 2 miếng hả? Trời ơi Năm ơi, thằng Mạnh nó đầu tư tới 10 mấy miếng lận. Nó kêu em á là bây giờ ha lấy 4 miếng này đi, tại vì 4 miếng này đang ngon. Bao lời. Vậy hả? Dạ. Để chị gọi cho ông Mạnh coi. Dạ. Chị gọi cho ông Mạnh coi. Gọi không được. Gọi lại coi. Quá máy rồi. Ờ không, thôi. Nói chung là tại vì em nghĩ á, bây giờ nó bận làm ăn, điện thoại của nó bận dữ lắm. Nhiều người gọi lại cùng một lúc mà làm sao mà nó nghe máy được, nó tắt máy là đúng rồi. Hoặc là nhiều khi là có người khác đang gọi tới rồi Năm gọi nữa. Thôi Thanh nói nghe, mình á, làm giàu mấy hồi ha. Dạ. Tiền từ trời rơi xuống, tiền ngồi ngủ một đêm tự nhiên sáng dậy cái mình thành triệu phú. Chị em nói tự nhiên cái cũng giờ Mạnh không á. Đúng thằng rồi. Mạnh nó giới thiệu mình mấy cái mối này mình mới biết. Còn ông Thái kiếm mấy chục triệu ngon à. Dạ. Chị vô bánh cả 100 triệu. Ôi Năm nói em kiểu thích quá à. Em nói Năm nha, kỳ này á 4 miếng đất đó mà bán được nha, sơ sơ em lời cũng cả 100 triệu. Ôi lúc đó coi như là em thích cái gì là em mua cái đó được hết Năm ơi. Ôi bây giờ cái gì cũng có. Nãy tôi ra tôi nghe điện thoại nghe, trời túi xách dư mua, trời ơi. Ơi tại đây bởi vì mấy người mà có tiền nghe tướng nó sang nghe nè, thấy không, ngồi cũng sang chảnh. Trời đất ơi, sao Mạnh gọi hoài không được vậy? Mạnh dùng vũ sống không là sao? Kỳ vậy ta, hay là có khi nào nó đang đi lên một cái vùng nào đó ngoại ô không có phủ sóng cho nên mình gọi không được không chị? Em ơi, sao chị có cái linh cảm không được hay? À, trời chị Năm, bây giờ mình là cái gì? Mình là dân làm ăn chuyên nghiệp. Mình đừng có để ba cái mà gọi là cái tư tưởng mà đúng rồi mà không vui mà ba cái nhập tưởng là xẻo, đúng rồi không có để nó xâm nhập vô cái mặc dù chị biết vậy nhưng mà chị linh tính nó sao đâu luôn á. Ôi em nói chị nghe nè, chị bình tĩnh đi, em cũng lo lắm chứ bộ. Chị chỉ sợ mà mấy miếng đất của mình nó bị đóng băng á em. Không có sao đâu chị. Trời ơi mình đóng băng lúc này thì nhiều khi lúc khác cái nó tan băng ra. Chị sợ mình phải tin tưởng Mạnh. Chị không sợ nó tan băng mà chị tan nát á, hiểu không? Trời ơi tiền vay bạc hỏi mà mỗi tháng đóng lời mà nó đóng vậy rồi tiền đâu đóng cho người ta. Trời chứ trời thiệt tình em cũng lo quá đây nè em, thì bây giờ em hết gồng nổi rồi, tại sao mà không có thể nào được hết á. Bây giờ chị gọi không được thì để em gọi thử coi sao. Chết rồi chị ơi, em gọi cũng ê Mạnh ơi ông, em sao vậy em ơi, sao mà cái mặt thất thần vậy con mắt em ơi. Ông Mạnh ơi, sao không có sao, ngồi xuống đi. Đây ngồi đây. Ê quay cái mặt coi, thức đêm coi phim không rồi bây giờ không có đủ sức lực để làm đúng không? Không phải coi phim à, em chứ... coi báo. Trời ơi thấy thương ghê không, nói rồi 3-4 miếng như mình là được rồi phải không chị? Ông cùng lắm hả 5-7 miếng là được rồi. Ôi, chị cố vậy bày đặt chi 10 mấy miếng rồi lo bây giờ. Lắm trời ơi bình tĩnh em ơi, cái gì cũng có số trơn trời cưng ơi. Sao mà bình tĩnh được hả chị? Sao em đọc cái tin này nó hot dữ lắm. Tin gì? Cái dự án của mình á nó đóng băng phải không? Đóng băng phải không? Không phải đóng băng mà cái thằng chủ dự án nó đóng củi rồi. Đóng củi là gì? Là nó đóng vô cái buồng củi nó băng. Ở tù á chị. Sao ở tù vậy? Lường gạt người ta. Nhưng mà người ta lường gạt em. Ta lường gạt em xui quá, nhỏ này hèn chi mắc đẫm lơ hết sao? Mình không có bị gì hết nhưng mà xui một cái. Xui sao là em về em lường gạt 2 người? Cái gì chị mà chưa hiểu, làm như là cái tiếng sét nó đến nơi đâu rồi nó rõ ràng là chị nghe coi. Là cái chuỗi dự án mà bất động sản đất hôm trước á. Em về em kêu ai người hùng với em á là em gửi cho người ta. Nhưng người ta bị một người khác lừa nữa, lừa hết tiền mất hết rồi. Dự án ma hả? Dự án ma, không có giấy tờ hết á. Xuống đi sao vậy? Tôi đi đâu vậy? Tôi đi kiếm cây cầu. Rồi giờ mình đi vệ sinh gì nữa, bình tĩnh đi. Tôi nhảy cầu, tôi chết cho rồi. Trời ơi, bây giờ tiền đâu mà tôi đành cho người ta đây. Ê, bình tĩnh, ngồi xuống. Chứ giờ tôi muốn biết sao trơn á. Để tôi. Bình tĩnh nha, mọi người tất cả bình tĩnh nha. Rồi. Bây giờ là không có biết chuyện gì. Bây giờ tìm cái gì đây? Bây giờ đất luôn á. Mọi người ơi, hãy bình tĩnh nha, tất cả đâu vào đó. Cái gì chị Nam? Chị Nam đột quỵ rồi, kêu cấp cứu đi. Chị Nam ơi. Nào con nợ,
đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Nếu mà không trả, tao sẽ nghỉ chơi với mày. Tao móc lỗ tai mày cho tới màng nhĩ tao lôi ra luôn. Tao đang đứng trước cửa công ty mày, mày không ra rập thì tao sẽ đốt công ty mày luôn. Trời ơi,